Hello và xin chào các bạn. Hôm nay tớ sẽ chơi lại Crazy Game, nhưng tớ sẽ đổi game, không chơi game Shape Shooter nữa nha. Thử coi cái này là cái gì nha. Đây là cái gì? Thôi khỏi đi. Là cái gì? X2 hả? Tiếng Việt. Ô là sức ta. Ủa sao ấn? À, ở cái này. Ô 7 ngày mấy 2 triệu tôi sẽ ấn tiếp nha. Nhưng trước khi ấn tôi sẽ... Ủa cái này cái gì ấy tôi xem. Có mở toàn cái đất không ạ? À? Tôi ấn cái này tốt. X2 thử coi. Cái này chỉ có 5 giây à các bạn ơi. 2 1 Đen đen. Đúng không nha? 35 37 đúng luôn. Trời mưa tiền các bạn ơi. Các bạn ơi, tớ đang ấn đẩy cái tay luôn rồi. Đang đắp vào X2 luôn. Cái này nữa để tớ nhanh lọn lẹ luôn cho hết thử coi. Combination 8H. Thử coi nha. Wow, nó lên cũng lên nha nha. Lên nhanh lắm nhưng nãy giờ tao ấn muốn để cái tay rồi. Đi á. Wow, quá trời tiền mưa luôn, mưa tiền các bạn ơi. À cái tiền mà nó rơi xuống đất á là nó sẽ là thêm tiền á các bạn. Mưa tiền lên. Tớ đang muốn ấn gầy cái tay rồi. Các bạn ơi, phụ tớ về. Ủa rồi ôi, mà các bạn đang ở trong bên ngoài mà. Ôi, chuột con chuột coi. Ơn, rồi gần 1.000 rồi. Ủa, quá trời tiền luôn. Rồi tớ đang ấn liên hoàn. Liên hoàn luôn, 1.000 mấy. Để coi, XP được. Còn có mấy giây à, lẹ đó. Các bạn ơi, giờ cái này nó hơi kỳ kỳ, nó phải ấn bao nhiêu là hạt luôn. Cái này tôi thấy giống hạt á. Các bạn ơi, tôi thấy giống hạt rồi. Ủa rồi, hết thời gian rồi hả? 4, 3, 2, 1, không rồi hết luôn. Hết rồi. Ủa trời ơi. Biết 100%. Thôi thử nha. Nó là cái gì mà tớ không biết luôn. Booster. Continue. Ra cái gì nè. Quá. Chưa được cái gì đâu. Thì tớ sẽ coi này. Các bạn là 5 giây không à. Không sao đâu, 5 giây có thể đợi được mà các bạn. Đúng không? Oh my god. À phải ấn bạn ơi. Thì tớ ấn chuột hết trơn rồi. Hấp kệ đi. Level up hả? Bài hả? Trời ơi, bài gì đâu kỳ quá vậy. Thở đi. Ước gì có thằng nào nó lượm tiền giúp tớ. Cộng 1 hả? Bài 12 nữa rồi đúng không? Tiền thật không?
Đúng rồi, ngoài lắm, 500 mấy lận các bạn ơi. Tớ tưởng là không mua được mấy cái kia chứ. Không mua được đó, bay tiếp, phải cho 100 luôn. Rồi nó chắc chắn sẽ cho 1.000. Ô, nó ra 12 quá dữ quá nhanh luôn các bạn ơi. Như đắp ít coi thì ra ta. Ồ, 14. Coi gì nhìn nào các bạn, ta sẽ xem để đắp hai coi nha. Rồi đắp vào hai coi là hơi bị ghê luôn á. Ta phải ấn nhiều lên, ấn nhiều càng tốt. Ồ, lên tiền cực nhanh, không phải lên tiền cực chậm. Đó, tớ phải liên tục ấn nha, không ấn là không được, sẽ mất quyền lợi đó. Ủa, được 2.000 luôn rồi chị các bạn ơi. Ủa, có cái này là điểm quá các bạn, được 4.000 luôn. Nãy tớ tính nói là 3.000 á các bạn. Ôi ôi, thục ơi, lẹ lên, tớ phải ấn lên lên các bạn ơi. Để thôi là nó bị biến mất, nó còn ít hai con á. À, lại lên 5.000 rồi, 5.000 chẳng mua được cái gì đâu đúng không ạ? Ủa cái gì kìa, cờ BC 100 mấy luôn. Thôi hớn nhiều lên. Quá thời gian này tớ sẽ ấn ấn là ấn 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 ấn. Ủa may kìa, tớ đã đụng được may. Thử đụng may có gì không nha. Ô, không có gì hết các bạn ơi, ấn tiếp thôi. Wow, 28. Wow, các bạn ơi, tới quá nhiều luôn. Mười mấy rồi. Rồi đắp ít thử coi nha. Hai mươi mấy giây cho hết hai luôn đi. Ủa, cái này là cái gì vậy? Tớ sẽ ẩn thử coi nó là cái gì. Trời bà ơi, tớ đang tập trung cực kìa, quá trời nóng luôn rồi, chết cha rồi, chết tớ. Nhìn nóng lớn rồi, 2, 1. Hết giờ rồi. Thì tớ sẽ vô cái shop thôi. Ba nào. Trên đâu thấy nó đâu cái kỳ nha bạn, người ta nó xạo rồi các bạn ơi. Ủa đây nè, ba win chơi là vậy hả? Thì ra là chơi à. Ồ, tớ xem coi. Ủa cái này là cái gì tớ không biết. À cái nãy cái cánh đó các bạn ơi. Ồ. Tớ sợ đứng im lấy lấy lấy. Ồ 40.000. Có phải mà lấy tiếp thôi. Lăng rồi các bạn. Ồ, một phát là mấy ngàn luôn các bạn. Tớ sẽ chờ cái quần trang tiếp nha. Ủa, ấn được cái này không ạ? Một phát là 1.000 là sao ta, không biết nữa, là một phát 1 tỷ nữa. Ho hi, cánh thiên thần nó đang bay. Bộ bộ ho hi ho ô. Tớ lấy cũng hơi nhiều nha các bạn.
70.000 để cho 80.000 thì tớ sẽ nhớ cái này đúng không? Hả? Hè. Ồ mà gõ. Ba một em nữa, ba lắc. À, tôi phải cần lắp cái này là 29 rồi các bạn ơi. Không. Ai đang like. Tớ sẽ chơi khi nào nó mấy trăm ngàn luôn. Lấy ở up. Ôi rồi 300 mấy lần. Không biết cái này có tác dụng gì nữa các bạn. Ô đây 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 á, à, đây nè. 75 ngàn. Tớ sẽ mua cái đó chứ coi. Đi mua rồi tớ sẽ chơi tiếp tục. Cho nó mấy trăm luôn. Cho nó 1 triệu. Cho nó 9 triệu bắt đầu. Đo 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 đe. Ê. Ê. Chạy 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 chạy. Vô. Bỏ qua super lơ super lơ super super lơ. Một em đâu. Rồi chịu rồi các bạn ơi. Đây ý. Đây ý kiến có mặt rồi. Chín mươi mốt rồi. Tới vô shop nè. Buy là 25 lần đắt quá. Đây level up hồng. Đây buy một phát. Hai coi lận hả? Để tớ xem nó ra được bao nhiêu các bạn. Ô nó ra cũng già quá à. Để tớ ra hộ cho nha. Ô một hả? Một hả? Sở biết 9, sở biết 12, sở biết 18 là không phải là tỷ nè. Đến này ti liền hay là khuy liền hay là. Ôi tôi sẽ để dành thử ơi, nó ra được bao nhiêu nha. Thôi 2 hả, vậy nếu như mà cái này là 1 tỷ hả. Trời ơi. Có thể vô cái shop. U 30 rồi. Tôi sẽ ấn ấn cực kỳ nhiều luôn. Yeah. Lỡ chưa đến 100 thì sao? Không biết đâu à. Không biết chừng nào mới xong nữa các bạn ơi. Đen 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 đen. Wow quá trời cục luôn. Đây nó hộ chúng ta nha các bạn. Phải 300 mấy ca nha. Nhưng có sẽ chờ đến 1 khủy tỷ mấy luôn rồi. Chà. Chắc 2 tỷ năm sau nè. Cho lát máy chưa. Ồ mà nói chưa lát máy đâu nha các bạn. Biết hả? Ok coi luôn nha các bạn. Để tớ có thể nhiều tiền mua hết tất cả nha. Bắt đầu. Oh no 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 no. Được 80 mấy luôn. Ba thì phải mất 200 lận. Chịu đâu nha. Ta một em cứ coi là cái gì nữa. Coi hả. Oh my god. Tớ sẽ mua cái này. Ha 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 ha. Tớ sẽ mua con nhiều lên. Nó đắp hai coi luôn. Lên level map thì sao. Không biết cái chữ level map đấy. Ồ vô này có gì nè. 10 câu quốc.
100 coi quốc hả? $500. What? Không mình sai. Ô mình quá ghê luôn. Oh my gosh. Ta sẽ tiếp tục để có thể mua. Để mua một cái nữa bạn. Yeah, 200 co quý hả? Tớ sẽ để dành ú 100 triệu hả? Tớ sẽ để dành đến 100 triệu nha các bạn. Cha để không, không không được. Để đến 100 thôi. Ú có cục sắt hả? Không. Sắt là à. Nó sẽ ra cục sắt đó nha. À, không biết ra cục sắt được bao nhiêu nè. 2% hả? Trời trời. Để ra nó tiếp tục nữa. Ồ, con nó rẻ quá. Để tới coi nó nếu lên level tỷ gì ra ta. Nữa nè, nữa nè. Em what? No please. Tôi sẽ để nó dài. Cục sắt nè. Nửa hụt hoài. Các bạn ơi, nó hụt hoài à. Wow, quá cho tiền luôn. Trên đây là 100 mấy lần. Thôi đợi thôi. Đó, được 7.000 rồi. No, no. Rồi xong, tớ sẽ vô cái thời gian. Không. Tớ vô cái này. Ấn vô đây. Tiếp tục. Để tớ có thể nhiều tiền hơn. Da 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 da. Ôi dồi, tớ có máy à bà ơi. Cái gà quá. Ô 73 rồi bà ơi. Đúng rồi, 70 mấy luôn. X2 thử coi nha, nếu như mà X2 thì sao? Không biết luôn á. Hai tiền đó đây đen đây đen 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 mua tiền rồi, mua tiền với ít hai tiền cộng lại quá đẹp luôn. Nếu như mà nó ra 1 tỷ thì sao, ghê lắm á nha. Không phải ghê bình thường đau quá, nó sẽ ngã nghiêng ngả ngưa luôn. 90 mấy rồi, tớ sẽ để dành đến 1 triệu thử coi. Em nè, để dành đến 1 triệu. Mưa tắm ngôi dưới sắt. Mưa nè tắm ngôi dưới đồng. Các bạn ơi, có thể tắm mưa nha. Tắm mưa rồi u đầu thấy bà luôn á. Tài đèn, u 112 rồi. Để tớ coi 112 không. Để tớ nâng cá tiếp. Các bạn ơi, tớ đang rất nhiều tiền. No. Đó, mém chút xíu nữa là hụt rồi. No, phải ấn cái này. Ấn cái này nè. Đó, ấn vậy mới được. Chị kinh chứ. Ủa mà 62 luôn các bạn ơi. Coi bố mà 62. 62 là hơi bị ghê nha. Qua 364. Ồ là ít 2 nha. Cho nên ít 2 mới làm vậy. Cái shop. Ồ phải mấy trăm lần á.
cờ phán. Có sẽ mua chừng nào nó mua. Ồ xong 32 luôn. Không sao đâu các bạn ơi, có sẽ chơi kinh luôn để được 200 mấy nè. Đó, để được 3 rồi đó, 3 tiền mua tiền rồi. Tỷ đồng hả? Cái gì ghê vậy? Để tớ có thể nâng cấp được thì phải cần mấy trăm lần, tớ không thích đâu. Để được thì 350k bắt đầu go. Tớ sẽ phải im lặng làm. Các bạn ơi, các bạn có thể vô đây chơi mà. Các bạn chỉ cần ấn Crazy Game và ấn cái tên của game này. Red to blue, purple to black, black to white, white to purple, purple to black. Số 12, 15 hả? 101 tỷ lần, ô 1 tỷ cái gì để có thể bay? Giờ tôi phải, chúng ta phải làm thôi. Các bạn ơi, quá ghê luôn. 15 1 tỷ lần á, không phải mà đùa đâu. Coaster quá ghê luôn nha các bạn. Biên quá trời luôn. Tớ thấy cái này vừa tiền nè, vừa đồng nè, vừa giống biên nữa. Ôi đây. Con. Tớ ngu quá à. Ôi đây đây. Đó, vậy nó chicken chứ. Mà tớ cũng phải để dành thôi, bị nhiều tiền nha các bạn. Ui, quá trời xinh đẹp luôn. Không chụp được thì thôi, mai mất chợ. Chứ sao đâu. Chứ sao đâu nha các bạn. Tớ phải làm được thì tớ phải để dành đến 1 tỷ. Tớ rảnh mua cái tấm xét này thôi. Thôi để tớ chơi cái chiêu này luôn. 3 2 1. Một trăm mấy rồi các bạn ơi, để tớ có thể để dành được thì phải cần rất nhiều luôn á. Ủa? À, 170 mấy rồi, để tớ vô cái shop rồi. Bài hả? Ủa. 0% mua 1% 4-5-7-8-9. Ui, tiền vàng đâu. Đây, tiền vàng là bao nhiêu nè. Rồi đến 400 mấy ca nữa. Cho nên chúng ta mua chừng nào nó mắc luôn nha các bạn. Tiền vàng đã có mặt rồi. Mua tiếp. Tôi đã to quá trời luôn các bạn ơi. Có tiền vàng là bao nhiêu? Một khóa là mấy trăm luôn. Để tớ có thể nâng tiếp nè. Nâng tiếp nào các bạn ơi. Yeah. 48 lần. Cho nên đợi đi nha. Các bạn hãy đợi giúp tớ. Tớ đang rất cố gắng chăm chỉ làm. Mấy rồi? Rất nhiều lên. 100% có nghĩa là nó quá trời tiền đó luôn. No. Ồ. 4% nằm mơ đi, tôi không bay nữa đâu, cù bắp bà. Đó, nữa nè, 7, 8, 9,
bắt đầu đến giờ mua nha. Rồi xong luôn rồi các bạn ơi, nó có 26% mà. Đó thì muốn lại để dành tiếp tục nè. Ha ha ha. Để có thể nhiều tiền mua. Tiền luôn các bạn ơi. Cái này mắc cười quá à. Hết rồi, giờ tới cho shop đây. Quá trời tiền kê luôn, 36% rồi chứ vậy. Tớ sẽ cho nó mấy phần trăm, 50%, 70% coi ha. Làm sao để thoát được em. Rồi nếu mà ở cuối cùng 5 tỷ thôi, 9 tỷ, 5 mấy triệu thôi. Đây, ôi rồi 0%, có 12% thì tớ sẽ đợi. Đã đỡ dành được rồi. Tiền đen, tiền đen, tiền đen. Bụng liền, ba mấy luôn các bạn ơi. Nữa nè, nữa nè. Tiền liền, chưa là dễ đấy, tớ là các bạn ơi. Cũng là mưa tiền rồi. Giàu rồi các bạn ơi. Nhưng chưa giàu bằng thời hiện đại đâu. Nữa nè, nữa nè. Tiếp bên. What? No please. 3 được 4%. 38% à. Cho mi chơi về. Mà các bạn ơi, các bạn á mà muốn chơi á thì á các bạn thì các bạn chỉ cần sợ Crazy Game chỉ có thấy game này thôi. Thôi đến đây tới kết thúc rồi, nhưng trước khi kết thúc không phải với con này. Thôi tạm biệt các bạn nha, bye bye.